À, chào các bạn. Mắt á, là vùng lão hóa sớm nhất trên cơ thể của chúng ta. Điều này á, thật là đáng buồn. À, nó khiến cho gương mặt chúng ta già nua kém sắc. Nếu bạn á, đã gặp phải cái tình trạng này á, thì tại Spa Kiến Xanh chúng tôi á, có cái liệu trình được thiết kế dành riêng cho vùng da nhạy cảm này, giúp cải thiện cái mụn mắt, nếp nhăn, nếp chân chim của đuôi mắt, giảm quầng thâm, giúp trắng sáng và trẻ hóa cái vùng da mắt, với giá là 300.000 đồng cho một lần điều trị. Thường thì liệu trình chỉ làm từ 1 đến 3 lần đã đạt được hiệu quả cải thiện lên đến 90%. Còn nếu tình trạng bệnh lý của bạn mới và nhẹ thôi á, thì chỉ cần thực hiện một lần duy nhất, thời gian thực hiện nhanh chóng. Và hiện giờ tại Spa Kiến Xanh đang có cái chương trình tặng thêm tế bào gốc cho bạn mang về dùng tại nhà miễn phí, mỗi ngày giúp tăng tối đa hiệu quả của bạn. À, vì vậy các bạn vui lòng tranh thủ đến sớm để hưởng được ưu đãi nhé. Thân chào các bạn.